Hello, Atashi xin chào tất cả mọi người nha. Đây, hiện tại Atashi đã phát hiện ra con rắn niu điêu nha mọi người. Đây. Rắn niu điêu xanh nâu nha mọi người. Đuôi rất là có đuôi rất là dài. Đây. Đây mọi người thấy chưa? Đó, nè. Sẽ quay thật gần cho mọi người xem nha. Đây. Đó, đuôi rất là dài. Trong kia. Đó. Con này thì cũng rất là dễ bắt nhưng mà ban đêm thôi chứ còn này ban ngày thì sáng thế này thì chúng sẽ bắt hút nha mọi người. Rồi đó. Nó không vậy thôi nằm mất rồi. Đâu rồi ta? Bye bye. Xin chào và hẹn gặp mọi người vào các video tiếp theo.